Ngay bây giờ mình với Đức sẽ đến gõ cửa nhà cô Jenny, rủ cô Jenny đi chơi. Hello cô. Hello. Cô đang nấu gì vậy? Đây, đây là công chúa ngủ trong rừng. Đó. Coi nhà của bây giờ decorate Christmas rồi này. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Đây, đây là bên trong khuôn viên nhà cô Jenny. À, cầu thang nhà cổ đó. Dễ thương không? Mình coi đất mà. Qua nhà cô Jenny chơi mà học bài. Đúng là một sách. Khi nào tụi đi qua? Đây là cái gì vậy? Cái miệng nó giòn giòn luôn. Christine làm gì vậy? Opening gì? Màu vẽ. Yeah. Bây giờ opening để vẽ hả? Ôi con kiến nè, Christine. Yeah. Yeah. Oh, wow, look at your mommy. Wow, YSL. Tập hợp luôn hả? Chính đi sao? Chính đi em unbox cho bà con khán giả cùng xem. Chưa có mua, chưa có ấy. Đó. Bây giờ thôi. Chưa có unbox hả? Bây giờ đi xíu cho chụp hình rồi. Chưa có quay unbox mà gửi cho chụp hình rồi, chịu chơi không? Đồ chịu chơi là có thừa mua cái giỏ gần 2.000 bạc chứ đi. Chỉ để chụp hình thôi. Đó, inbox đó. Đội model nửa tiếng mới ra. Đây xin đi xin đi cái giỏ mới. Hả? Màu lưu này đẹp không? Đẹp. Sách đi chơi rồi sang chảnh. Thì đó sách thôi, sách này sách nhỏ gì đâu. Đây, giờ cô đi đâu rồi cô? Đi chảy hội hả? Vũ kêu mình ra chụp hình đi. Để Christmas để lên luôn, bỏ chụp. Trời đất quỷ thằng. Bây giờ cô Jenny của mình chuẩn bị đi chạy hội nha mọi người. Mọi người nếu mà ai á nếu mà mọi người nếu ai mà yêu quý cô Jenny á thì xin liên hệ với mình. Quá tài với mọi người nếu cảm thấy yêu quý mến mộ cô Jenny á thì xin liên hệ với mình qua số điện thoại 321000 không biết. Đi cơm đi con, có đồ ăn giấm không? Wow. Cái giỏ đẹp quá mọi người ơi. Cô Jenny nè, mới đập hộp cái này luôn nè đó. Wow, sang quá sang. Làm sao bán? Đó, cô kéo vậy đó. Để vậy đi dài quá, cô kéo vậy nè. Đó, cô kéo vậy đó. Xong cô bỏ vô nách. Đó, vừa xong cô vô vậy nè, kịp nách. Đó, kịp nách như Ngọc Trinh gì đó. Đó, cộng Trinh kịp nách gì nè. Cô Trinh đi à. Đó. Trinh đi đâu rồi trời. Lấy giày á. Bây giờ gỗ qua closet để lấy giày. Rồi đó. Bây giờ ra trước nha. Được không? Được không? Ra trước nha chụp. Ô, Christine. Đây, đó. Cô ấy đã đi ra bên ngoài. Chuẩn bị những shoot hình quan trọng cho ngày nay. Sao lạnh quá vậy con? Đó, thấy không? Thấy quý sự tộc không? Xài cái iPhone ngàn mấy chơi thôi mới đập hộp luôn à. Đó, mới đập hộp cái iPhone 12 luôn đó. Đó đó. Mày đập hộp cái này 20 tấn rồi hả? Okay. Đập luôn nó hộp của cái này luôn. Ngày nay mà đập 20 thứ luôn. Xong chưa, con mở xong chưa? Mở xong rồi nè. Ok. Chụp ở đâu để mình nhắm hả? Mình nhắm chỗ hả? Cái này sang chảnh không? Sang dễ thương quá. Đâu để con coi. Đúng rồi. Đứng đây cũng được. Không, đứng đây, đứng trước này chút ơi.
Đó, đứng đó nha. Mình đang chụp. Chụp sao mà thấy cô cao cao á. Ok. Lại nha. Đừng có trợn mắt lên. Làm có chụp có trợn mắt lên mất tiêu. Đẹp quá. Đây, sau khi mà mình ngồi chơi với cô Jenny chút, bây giờ mình đi theo cô Jenny lên trên tiệm. Lên trên tiệm, cô Jenny lên tiệm, ghé tiệm, thăm tiệm chút. Lên tiệm coi đóng cửa đồ á mọi người. Lâu lắm, 8-9 tháng nay mình chưa có ghé tiệm nên mình muốn lên thăm tiệm coi thử sao. Đợi cô Jenny đi lấy khẩu trang ra rồi đi. Đây, lâu lắm rồi mình mới vô lại cái tiệm của mình làm. Chắc 8-9 tháng rồi á. Nail Bar and Spa. Đây, đây là công chúa ngủ trong rừng. Công chúa ngủ trong rừng mình khẩu trang rồi, thấy à. Hai anh chị. Hello. Để anh nhớ nhớ xem á. Trời ơi con body à, so sexy luôn. So sexy. Đây, đây là cô Tina. Oh. Trời ơi. Ngày hôm qua lên bị bi đâu ta? Lên bị đâu làm đâu, làm ai thôi. Ủa cô bên đây làm gì? Ủa bữa nay bên này là ấy hả? What? Dạ. Mua đôi giày này hả? Dạ. Cảm nói. Chị có sao hả? Không biết nó muốn mua giày mà nó rủ có ai mua không? Để vậy mua, hả? Mua một đôi. Đây, đây là chỗ làm bột nè mọi người. Mấy cái hũ này, hũ bột dip powder. Đây là đèn treo. Quá trời loại đèn treo luôn mà. Đó, bột đó. Quá nhiều loại bột dip luôn. À, giờ này tiệm decorate cây thông Christmas rồi nè. Đây là màu, màu sân thường á. Màu sân thường hết á. Chỗ này là quầy tiếp khách. Tính tiền 5% off nếu mà người khách đó trả tiền mặt hoặc là trả Zelle. Bây giờ tiệm đã đóng cửa. Cô trên này chở mình về nhà. Ngày mai mình bắt đầu một ngày đi làm đầu tiên của mình. Yeah yeah yeah. Mở nhạc á. Đi lên xem nó nhạc có nhạc nhưng chịu nổi thôi.